ဝေဒနာ ခံစားမှုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိရပြီဖြစ်တယ်အတွက်ဝေဒနာတွေ့ရင်ဒေသောတာနဲ့တွေ့မယ်ဒေသောတာကိုဖြစ်စေမယ်အချူဤဓာတ်ကိုလည်းတွေ့မယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့အထင်ရှားဆုံးကိုရှုလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Khi hành giả có thể quan sát và thấy rõ các yếu tố cảm thọ thì đồng thời cũng có thể thấy được các cái yếu tố làm khởi sinh lên cảm thọ. Như Ngài đã trình bày trong các bài pháp thoại trước, đó là sở dĩ mà có cảm thọ là bởi vì có những yếu tố liên quan làm khởi sinh lên cảm thọ. Các yếu tố liên quan làm khởi sinh lên cảm thọ đó là gì? Đó là có cái sự xúc chạm giữa hai yếu tố cứng, hay là sự xúc chạm giữa đất với đất thì sẽ sinh ra yếu tố lửa. Và từ đó làm khởi sinh lên cảm thọ. Cho nên nếu một hành giả có thể quan sát và thấy rõ cảm thọ thì cũng có thể thấy rõ các cái yếu tố, các cái điều kiện làm khởi sinh lên cảm thọ. Đó là gì? Đó là các yếu tố đất có tính chất cứng mềm, hay là yếu tố lửa có tính chất nóng hoặc lạnh. ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရပ်ပုဒ်ကခြေသားလိုခြေသမီးလိုယုတ်ကူသမ्या ဟာရေမြုပ်ဥပမာရှိတယ်ရေမြုပ်ဆိုတာဟာတော်တော်ကောင်းလို့ရေကန်ကြီးရဲ့ဒေပတ်ချာလဲမှာရေမြုပ်ရေဆိုင်နေတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီရေမြုပ်ရေဆိုင်ဟာအားမအလုံးမတည့်ပါဘူးကံရရင်ထိလိုက်ရင်ပျက်စီးသွားမှာပါပဲ Dù là yếu tố đất hay là lửa thì những cái yếu tố vật chất này nó cũng sanh và diệt, cho nên Đức Phật lấy cái ví dụ bọt bong bóng nước để so sánh cái sự sinh diệt của các cái yếu tố thuộc về vật chất như là yếu tố đất và lửa. Uyrana so de kudro gam lo de vi ka de de chin nya si lo chin tro lo de ma so lo ma chin chin cha cha bo ni ne uyrana yo uyrana ben chi chi sai chang chin de sai uyrana ben chi chi uyrana a long di ye u bang upama shi de lo buddha ma ho ja ba de ye u bang so la ka lo bo ywa de ka ma ဩဘာမရေနဲ့အောက်ကဒဇက်မိတ်ချဲလို့ရေခွက်ချဲလို့ရှိတဲ့ရေနဲ့ချိလိုက်တဲ့အခါမှာမော်ရေအောက်ရေချိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျူယူဖွယ်ဝေးရေဘောင်းလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲဒီရေဘောင်းလေးတွေဟာအဟောင်းကပြက်သွားအသစ်ကထပ်ဖြစ်အသစ်ကထပ်ဖြစ်အဟောင်းကပြက်သွားအလွန်ချစ်ပြက်မြန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာဒီလည်းပဲဒီလိုကောင်းလို့ပဲအခုဖြစ်အခုပြတ်တယ်လို့ဒီလိုရှုရန်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားတော်မူပါတယ်။ Còn đối với các cảm thọ, dù là cảm thọ thuộc về thân hay là cảm thọ thuộc về tâm thì cũng có tính chất vô thường, sinh diệt rất là nhanh. Cho nên Đức Phật có cho một ví dụ, đó là cái ví dụ của các cái bọt nước. Khi chúng ta thấy những cái bọt nước ở trên hồ trong lúc trời mưa thì sẽ thấy rất là rõ bọt nước này xuất hiện, bọt nước kia biến mất, bọt nước kia xuất hiện, bọt nước này biến mất rất nhanh. Thì nếu như so sánh với là bong bóng nước thì những cái bọt nước
nó khởi sinh lên hay là nó xuất hiện và nó mất đi nó nhanh hơn. Còn đối với những bong bóng nước thì nó lâu hơn một chút, cho nên Đức Phật ví dụ bong bóng nước là giống như các cái vật chất, yếu tố đất, yếu tố lửa. Thì các cái bong bóng nước khi nó xuất hiện, mình chỉ cần lấy một cái ngón tay chạm vào là nó vỡ, chạm vào nó vỡ. Nhưng mà so với là những cái bọt nước thì bong bóng nước nó có cái thời gian tồn tại lâu hơn, cho nên các cái yếu tố sắc pháp nó có cái tuổi thọ dài hơn là các cái yếu tố danh pháp. Vì vậy mà Đức Phật so sánh cảm thọ là những cái yếu tố danh pháp thì giống như là những cái bọt nước. Chị không biết là gì ở đàn thuê đàn ngũ từ rồi bọn nó đã nên đã trong này bà đấy đã nên đã trong lúc này sao lại đàn ngũ cứ đam mê nhà được của bà đấy lết rí cô này á cho lúc đã trong này nhà này cái gì đó bị sự hiện bảo là mê nhà được của bà đấy. Khi hành giả đang nghe pháp như thế này thì trong lúc đang ngồi nghe và có sự hiểu biết trên cái việc nghe đó, là hành giả có được cái sự hiểu biết nhờ nghe, gọi là sutta maya nhana, là cái sự hiểu biết hay là trí trí tuệ nhờ nghe hoặc là nhờ đọc sách. Và sau khi nghe, sau khi đọc, hành giả hiểu và suy tư về những cái điều nghe đó để có thêm một cái sự hiểu biết sâu hơn, thì cái sự hiểu biết đó gọi là hiểu biết nhờ suy tư. Và sau khi nghe và suy tư để hiểu, hành giả ứng dụng trong cái việc thực hành, thì khi mà hành giả thực hành và có sự hiểu biết thì đó là một cái sự hiểu biết nhờ tu tập, gọi là bhavana maya nhana, sự hiểu biết hay là trí tuệ nhờ tu tập. Vipassana bhavana go achogya le yogi nyama suyin. Vipassana Chakku siyāra rūp yau ni ne jau ya ri dhamma. Vipassana jñāsena ya, desana ro ya, yogi ye tanda ma, tanda nya lau shi dwa vare du. Iro miyam be yin dro gaunu wa jñāsana ni ne chi ji wa. Về lâu đây ạ. Chờ đợi chứ. Khu, dro gaunu ri rui, siyāra rūp, yogi ne jau ya ri bọ. Yoga này là giáo nhà này của Lê La La Yên, Ma Da La Yên, Quý Bát Đà Nhà Dê Nhà. Tại nên nhà lao sĩ đoà bà đế, Cô Má, Đà Bà Rung Bà Bà Rê Sê Đà Nhà, Đế Sê Đà Bà Rê Gà Nhà, Đà Gà, Quý Bát Đà Nhà Dê Mà Đà Nhà, Chê Sư Kỳ Vệ Nhà, Đà Bà. Quý Bát Đà Nhà Nhà Rốt, Đà Mà Đà Nhà, Quý Bà Bà Nhà, Nhà Sa Nhà, Nhà Nhà Sê Bà. Ai đó sẽ nắm bắt gì để thay má, giờ cứ giao cái để giao nhà nhà mà, thế nên nhà nào giao qua cái để được đi đâu, mà trên đó để suy nghĩ, thì mình rồi sẽ thay má trên này đại sẽ đi làm sao vậy? Sau khi nghe tư duy và tu tập thì hành giả có được sự hiểu biết. Và cái sự hiểu biết nhờ tu tập là một cái sự hiểu biết trực tiếp, chứ không phải là sự hiểu biết gián tiếp nhờ nghe hay là chỉ có dùng tư duy. Và trong cái sự hiểu biết nhờ tu tập của thiền quán thì có 10 cái loại trí tuệ của thiền quán.
Và trước 10 loại trí tuệ của thiền quán thì có hai trí tuệ căn bản, đó là trí tuệ về danh pháp và sắc pháp. Nói cách khác, đó là cái sự hiểu biết về các pháp chân đế hay là các pháp có thật tánh như ngài đã trình bày. Và cái trí tuệ thứ hai đó là trí tuệ hiểu biết về nguyên nhân làm khởi sinh lên danh pháp và sắc pháp. Thì đây là hai loại trí tuệ căn bản làm nền tảng cho 10 loại trí tuệ ở phía sau. Thì trong những trí tuệ này, 12 trí tuệ này, thì khi hành giả nghe và thực hành như trong hiện tại bây giờ, thì ngài hỏi các hành giả là trong 12 trí tuệ này thì các hành giả đã có được cái trí tuệ nào rồi? Ngài nói rằng là hãy trả lời theo cái sự hiểu biết ở trên bản thân mỗi hành giả. Kundro Gamlo, để cho Đại Hoa Đạo Thầy này nên nên được là được nhau đi Ngài nói rằng là khi mà hành giả đang ngồi thiền như vậy và có thể quan sát rõ những cái cảm thọ đang khởi sinh như nó đang khởi sinh theo cái thật tính, theo cái tính chất thật của nó, mà không qua các cái ý niệm, các cái quan niệm hay tên gọi đặt lên nó, mà chỉ quan sát và biết rõ cái sự sinh lên, sự mất đi của các cái cảm thọ đó. Cũng tương tự như vậy, khi hành giả ngồi như vậy sẽ cảm nhận được sự cứng, sự mềm hay là sự nóng, sự lạnh như nó đang xảy ra. Thì như vậy là hành giả có cái sự hiểu biết đối với sắc pháp là những cái vật chất mà có cái tính chất thật của nó. Đó là đất thì có cái tính chất thật là gì? Là cứng mềm. Lửa thì có tính chất thật là gì? Nóng và lạnh. Và khi hành giả có thể trực tiếp hiểu rõ như vậy, từ mình thấy và biết như vậy, thì được gọi là có cái sự hiểu biết đối với danh pháp và sắc pháp. Thì như vậy ở trong cái trường hợp này, trong khóa thiền này và hiện tại thì ngài hỏi rằng là quý vị đã có được cái sự hiểu biết nào rồi, có được cái trí tuệ nào rồi trong hai cái trí tuệ đầu tiên. Hai trí tuệ đầu tiên đó là trí tuệ về hiểu về danh pháp và sắc pháp, và thứ hai là trí tuệ hiểu về nguyên nhân làm khởi sinh lên danh pháp và sắc pháp, hai luôn à, giỏi quá. À, tôi sẽ ra cho nằm vô luôn gia này bà để gia này Aga o nan tu da me ya nyan ya na myo lo pi da ga tu myo bhavana me ya nyan ya na myo lo pi da tu myo ai na myo ma bhavana me ya nyan ne ti pi so yin do bodha ko lai chi mwin do mu ne lo so wa ma ba Thì trong hai loại trí tuệ này đấy,
khi mình nghe và hiểu đó thì là một không, và sau khi nghe hiểu rồi rồi mình thực hành và thấy rõ trực tiếp như mình đang đối diện vậy, chứ không có qua ngôn ngữ, thì cái sự hiểu biết đó là một loại. Thế như vậy hai loại trí tuệ mà chia ra là trí tuệ văn gọi là trí tuệ tu đó, thì như vậy là có tất cả bao nhiêu loại? Có bao nhiêu loại? Bốn loại chứ, hai nhân hai là bốn hả? À, thì đó, thì ngài Tâm Tạng nói rằng đó, đối với những ai mà có được cái sự hiểu biết hay là trí tuệ đối với hai cái loại trí tuệ căn bản đầu tiên này, dù là trí tuệ văn hay là trí tuệ tu, và cả hai thì càng tốt, đều được Đức Phật ca ngợi và tán thán. Thế thì nằm nhiều rồi nhờ lý Vipassana nhà khỏi vào Vipassana nhà ngũ chia sư tiêu đề nhà về sĩ bà đi hết Vipassana nhà ngã Tamatana nhà ngã Lưu lô mà nhà chỉ xe vào của mạng Vipassana nhà được khỏi bà đấy. Hai cái loại trí tuệ đầu tiên này đó chưa gọi là trí tuệ của thiền tuệ, mà là hai loại trí tuệ hỗ trợ cho các trí tuệ thiền tuệ. Thì các trí tuệ thiền tuệ là những trí tuệ nào? Bắt đầu từ cái trí tuệ Sammasana Ñāṇa, trí tuệ hiểu biết về tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, cho đến trí tuệ thuần thứ. À, thì đây là những cái danh từ Phật học. À, cho nên khi mà chúng ta nghe không có chưa hiểu lắm đó, thì hãy nhớ, và sau khi nghe những lần sau thì sẽ hiểu. À, thì có 10 loại trí tuệ thiền tuệ, bắt đầu với trí tuệ hiểu biết về tam tướng gọi là Sammasana Ñāṇa, và trí tuệ thứ 10 của 10 trí tuệ thiền tuệ đó là trí tuệ thuần thứ Anuloma Ñāṇa. Dạ cứ từ rồi con nơi sẽ thêm mà tâm an tân an nhà thì giáo này đi dụ có thêm gia bà thân á. Và ngài hỏi rằng ấy, ở trong tâm của quý hành giả đó, cái sự hiểu biết về tam tướng đã hiện rõ hay chưa? Về vô thường thì thấy ở khổ có thành kiến phần vô thiện. Rồi nên nên bảo nha. À rồi nhé. Tâm an tân an nhàn nè rồi nên nên yêu bảo đi. Ở trong an nhàn tâm an nè bao bao đi đi suy nhé. Sư ra tốt đà bà được thì đồ sống chặt đồng gia bà đấy. Thì mặc dù hiểu chút chút về tam tướng, và có cái sự hiểu biết về hai cái trí tuệ đầu tiên đó là trí tuệ về danh sắc và trí tuệ về nguyên nhân làm khởi sinh lên danh sắc, thì với ba cái trí tuệ này, mặc dù cái trí tuệ hiểu biết về tam tướng vẫn chưa chưa thuần thục, vẫn chưa rõ ràng và chưa liên tục, nhưng mà đã có một cái sự hiểu biết về cái trí tuệ của thiền tuệ. Cho nên với cái trí tuệ này, như hồi sáng ngài có giảng, thì một người mà có những trí tuệ này là một người được gọi là tiểu nhập lưu, Chula Sotapanna. Sura Gautama, Sura Gautama, Yonan Tapao, Tapao Vajanya, Shumyen Đại Nhiệm Sẽ Bà Đế. Cho nên một vị tiểu nhập lưu đó là có khả năng thấy và quan sát
rất là rõ về danh pháp và sắc pháp. Dutiya jabhava ro ame neva machavavu. Tatiya sarana sane bhava ne ga ro. Kalyana me kaung ne dui bi sele a tho yin ya nai bi ro a ma tho yin ro vudu sin paw man nai phit twa nai ba de. Và đối với một vị tiểu nhập lưu thì kiếp kế tiếp sẽ không tái sinh vào một trong bốn cõi khổ, đó là ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh và Atula. Và nếu như gặp các bậc thiền trí và tiếp tục tu tập thì có thể chứng đắc đạo quả. Còn nếu như mà không có đủ những cái duyên để tiếp tục tu tập thì sẽ giống như những hành giả bình thường. Mahamodaban soraka ro nibbana go prathama thau yin chin lu yin tu lu jaitme ya ba de tu ga ro athan pali ro ma tu ko ti cha yatana so de name ne myo pi tha ba de. Còn đối với một vị thánh nhập lưu thật sự, còn gọi là Mahasotapanna, là đại nhập lưu, là một vị thánh đầu tiên ở trong bốn tầng thánh của Phật giáo. Bốn tầng thánh đó là nhập lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán. Thì riêng về bậc thánh nhập lưu ở trong video pháp có một cái thuật ngữ, có một thuật ngữ dành riêng để gọi bậc thánh nhập lưu, đó là dasana, sự thấy biết. Giờ chúng ta sẽ đi vào đồ vào nhà nên luôn sư ra đồ đà bà mẹ chị chị tôi thế mà đồ đà bà mẹ chị chị nhà nhà đi ạ và ngay bây giờ thì để quý hành giả có thể trải nghiệm được một bậc thánh tiểu nhập lưu như thế nào, hay là một vị đại nhập lưu thế nào, thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành. Và như thường lệ thì trước khi tọa thiền ta niệm Phật, rải tâm từ. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Sammasambuddhassa. Kính bạch Đức Thế Tôn, với nguyện vọng chứng ngộ, niết bàn giải thoát khổ, trong lúc đang hành thiền, con thành kính cúng dường đến ngài thân ngụ quận, danh pháp sắc pháp này, vì hình chúng sinh luân hồi trong 31 cõi, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, xin chia đều phần phước thiền pháp hành thiền này đến chúng sinh luân hồi trong 31 cõi. Xin quý vị hoan hỷ, 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 xin quý vị hoan hỷ.
chúng con xin hoan hỷ. Chúng con xin hoan hỷ tâm từ và thiền pháp. Tâm từ và thiền pháp mà chư bậc thiện trí. Mà chư bậc thiện trí ban rải và chia đến. Ban rải và chia đến. Sa-du, sa-du.